Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Ninsoft đây. Và trong thời gian vừa rồi mình có bị COVID. Nó thực ra nó không phải là một cái gì đó nó quá là ghê gớm để khiến cho các bạn phải sợ. Nếu như mà các bạn đã chích vaccine rồi, cho nên là mình hy vọng là cái chia sẻ của mình sẽ giúp cho các bạn cũng trải qua được cái thời điểm bị bệnh một cách nó gọi là nó ít cực đoan nhất có thể. Ok, bắt đầu nhé. Ok, đầu tiên sẽ là về vaccine thì các bạn hãy nhớ là chích đủ 2 mũi nha. Tại vì khi mà mình chích vaccine rồi thì cơ thể của mình sẽ tiết ra những cái gọi là cái kháng thể để nó bảo vệ cơ thể của mình khi mà virus nó xâm nhập vào. Mình thì mới chích có 1 mũi của Astra thôi, nhưng mà người nhà của mình thì đều đã chích 2 mũi rồi. Verocell cũng có mà Astra cũng có. Thì như vậy sẽ làm giảm được cái triệu chứng khi mà mình bị hơn và nó sẽ làm giảm cái mức độ nguy hiểm hơn. Cho nên là ráng để mà chích vaccine đi nhé. Mình thì chích hơi trễ, mình thì chích có 1 mũi thôi. Tiếp theo là tập thể dục với lại là tập thở. Bởi vì khi mà mắc Covid rồi thì các bạn không thể nào mà đủ sức để mà luyện tập thể dục nữa, cho nên là hãy ráng tập cho cơ thể mình nó khỏe mạnh trước khi mà mình bị thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok, và trong lúc bị thì các bạn chắc chắn sẽ gặp những cái tình huống này. Thứ nhất đó là đau họng. Thì cái triệu chứng của mình nó cũng không có rõ ràng lắm, tại vì bình thường mình cũng hay bị đau họng. Kiểu như là cảm cúm thông thông thường thì mình cũng sẽ bị, nhưng mà cái cảm giác của nó kiểu như là nó hơi lạ ấy, kiểu là nó khó tả lắm, nghĩa là nó nếu như là cay thì sẽ có cay của ớt với lại cay của tiêu ấy, thì nó cũng là cay nhưng mà nó hơi khác một chút xíu, thì cũng khó nhận biết lắm, khó khó nhận biết là nó khác ở điểm nào. Tuy nhiên thì cũng rất là nhẹ, nếu mà bạn chích vaccine rồi thì sẽ khá là nhẹ, mình chỉ hơi ngứa ngứa chút xíu thôi. Bình thường khi mà mình bị cảm cúm thì mình cũng có ho, tại vì mình là giáo viên cho nên mình nói nhiều thì cái họng của mình sẽ yếu hơn bình thường. Nhưng mà cái lần cảm cúm, cái lần mà bị vaccine lần này á thì nó lại nhẹ hơn là khi mình bị cảm cúm. Và lúc này á thì vì mình đã làm đó là mình ngậm kẹo ong vàng với lại một cái kẹo tên là Yujica, thì 2 loại kẹo này là 2 loại kẹo mà mình cũng thường ngậm khi mà mình dạy học để cho cái họng của mình nó khỏe hơn. Thì các bạn hoàn toàn có thể là mua được những cái thuốc này, những cái kẹo này ở những cái tiệm thuốc. Với lại là các bạn cũng nên khò muối. Thì cái việc mà khò muối thì trước giờ mình cũng ít khi nào làm, nhưng mà trong cái thời gian vừa rồi thì lúc mình khò muối thì mình thấy nó giúp cho cái họng mình nó nhanh khỏi hơn, nhanh liền hơn rất là nhiều. Riêng về mũi thì các bạn sẽ bị nghẹt chắc chắn là, và mẹ của mình thì có coi rất nhiều video trên mạng, thì mẹ mình có cái trò kiểu như là xông mũi ấy. Thì cơ bản là chỉ có đổ nước sôi vào trong tỏi đã giả rồi và chùm cái đầu bạn lại và cho cái hơi đó nó lên trên mũi thôi, và hít thở ra bằng miệng, sau đó là hít bằng miệng xong thở ra bằng mũi. Thì làm những cái bước như vậy thì nói chung là mẹ mình bắt mình thì mình làm thôi, còn nó hiệu quả hay không thì mình thấy nó thật sự cũng mình không chả không rõ, tại vì bởi vì cái triệu chứng của mình nó khá là nhẹ cho nên mình nghĩ đó là một phần tác dụng của cái việc mà mình xông mũi. Thì xông mũi này các bạn có hoàn toàn có thể làm với tỏi hoặc là làm với tinh dầu tràm, đó là mẹ mình có làm đó. Thì theo mình thấy thì cái tinh dầu tràm nó sẽ thoải mái hơn là tỏi, tỏi thì nó hôi hơn. Nhưng mà nếu các bạn bị nghẹt quá thì các bạn hoàn toàn có thể mua cái chai như thế này. Cái này thì nói chung là người nhà của mình mua cho mình, nhưng mà lúc mà nghẹt quá khó chịu lắm thì các bạn sẽ dùng này xịt lên thì nó sẽ thông mũi của mình. Tiếp theo là về vấn đề tăng nhiệt độ cơ thể, là các bạn bị sốt á thì các bạn Google sẽ ra rất là nhiều cách để cho cơ thể của bạn có thể là giảm nhiệt độ đi, nhưng mà mình sẽ chia sẻ những cái mình đã làm. Đầu tiên thì như mọi người thôi là mình uống thuốc. Tuy nhiên thì vì mình sốt rất là ít cho nên là mình cũng không có chưa cần phải dùng tới thuốc nhiều. Có đúng một lần buổi tối là mình sốt 38 độ thì mình cần uống thuốc, tại vì nhiều khi lúc mình ngủ thì mình không biết là mình có bị mê man hay không, cho nên là thôi mình cứ uống. Nhưng thật ra nếu mà mình tỉnh thì mình cũng không có cần phải uống nữa, tại vì mình có một cái bài tập đó là mình hít thở. Thì mình có cái cảm giác là khi mình hít vào xong mình thở ra thì các bạn thấy là mình hít cái nhiệt độ phòng vào, nghĩa là cái nhiệt độ phòng tầm khoảng 24, 25 độ tùy cái nơi ở của các bạn.
chắc chắn nó sẽ thấp hơn cái nhiệt độ của cơ thể. Nhiệt độ cơ thể mình đang sốt thì tầm khoảng hơn 37 độ đi ha. Thì hít vào thở ra nó sẽ điều tiết được cái nhiệt độ. Nó luôn luôn lấy cái không khí lạnh ở ngoài và nó hít đi trong cơ thể của mình và giữ nhé. Xong thở ra thì sẽ giúp cho mình là mình giữ được cái nhiệt độ nó được lâu hơn, cái nhiệt độ lạnh nó được lâu hơn. Và mình thở ra thì mình nghĩ nó sẽ điều hòa cho cái thân nhiệt của mình tốt hơn. Và mình thấy nó hiệu quả với mình tại vì nhiệt độ mình nó không cao. Tại vì mình rất là để ý cái lúc mà mình thở trong lúc mà mình tỉnh. Còn lúc ngủ thì mình không có điều khiển được. Tại vì mình ngủ mà. Thì mình sẽ phải cần tới thuốc. Thì đó đúng một lần chỉ đúng uống đúng một lần thuốc thôi. Còn lại vợ của mình thì chích 2 liều Verocell nhưng mà bị sốt khá là cao. 39 độ. Cho nên là có khi là 39 độ rưỡi luôn. Cho nên là cũng khá là căng. Một phần là các bạn cũng đừng có nên là thấy lạnh là cứ chùm lại nha, tại vì mình nghĩ cái lúc đó là cái cơ thể của mình nó kiểu là nó đang bị ảo giác á, kiểu là mặc dù nó rất là nóng nhưng mà nó kiểu là nó bị ớn lạnh ấy, cho nên là nó sẽ muốn bạn là đắp thêm mền vào, nó sẽ tỏ ra là nó rất là lạnh và bạn sẽ đắp thêm, thì các bạn càng chùm cái đồ vào hay là cái chăn hay mền vào thì nó sẽ ủ nhiệt đó và nó sẽ làm nhiệt độ cơ thể bạn tăng lên. Cho nên là mặc dù á là bạn thấy lạnh nhưng mà bạn lại đang bị sốt. Cho nên là hãy để ý cái này. Nên là hãy chịu khó chút xíu là đừng có ủ nhiệt. Nói chung là hãy mặc đồ thoáng và đừng có đắp mền. Hoặc đắp một nửa thôi cho nó điều hòa cái thân nhiệt của mình. Thế vậy thôi. Nhưng mà bạn hãy nhớ cái việc mà hít thở vào. Và thứ hai là uống nước nữa. Uống nước cũng không cần phải uống nước lạnh đâu, uống nước bình thường thôi. Nhưng mà uống nhiều để cho mình lấy cái nhiệt độ bên ngoài vào để mình điều tiết cái nhiệt độ bên trong cơ thể của mình. Tuy nhiên nếu mà để nói một cái nó khó chịu nhất thì mình sẽ nói là cái việc mà bạn sẽ bị mất khứu giác và lại vị giác. Đó là mình hiện tại thì mình đang không có ngửi được cái mùi nữa mà mình đang trong cái giai đoạn hồi phục, mặc dù mọi thứ của mình đang rất là bình thường. Nhưng mà cái mình không ngửi được mùi. Tuy nhiên cái quá trình này nó cũng không phải là bỗng một ngày bạn không có ngửi được mùi nữa, mà nó rất là từ từ luôn. Cho nên là bạn sẽ không thể nào mà bạn để ý được. Đó, thì mình có uống tóc thì mẹ của mình uống cho mình thì lúc đó mình không ngửi thấy mùi gì luôn. Thì lúc đó mình mới biết là mình bị mất cái khứu giác và đồ ăn của mình thì nó cũng không có còn ngon nữa. Mình để ý là nó ăn nó dở hơn bình thường nhưng mà mình nghĩ là do đồ ăn dở thôi. Mà thật ra là các bạn không phải là mất cái vị giác kiểu như là mặn hay chua gì đâu, các bạn vẫn có thể nếm được những cái vị đó. Nhưng mà cái vị đặc trưng thì không có. Ví dụ là các bạn ăn dâu với lại các bạn ăn nho thì các bạn không thấy nó khác nhau ở chỗ nào hết. Nó bịt mắt bạn, các bạn không biết nó là bạn ăn cái gì luôn. Thì cái vị đặc trưng sẽ không còn nữa. Hay là ví dụ các bạn uống sữa sô cô la thì nó cũng không khác gì với lại nước nó đặc hơn một chút xíu hết. Cho nên là nó dở lắm. Tính tới bây giờ mình vẫn chưa có được cái vị giác, cái khứu giác lại. Thì tuy nhiên thì nghe đồn đó là cái việc bạn đang cơ thể bạn đang hồi phục lại, cho nên là mình cũng hy vọng là vậy. Thật ra thì đây là một triệu chứng nó khá là khó chịu nhưng mà các bạn cũng có thể nhìn vào mặt tích cực, đó là khi mà các bạn không tắm lâu ngày thì các bạn cũng không có ngửi thấy cái mùi hôi đó nữa. Cho nên là đây cũng là một cái lợi thế. Ok, và đó là những cái chia sẻ rất là nhanh của mình về vấn đề là bị Covid. Thì đối với mình thì mình thấy nó không có ghê gớm lắm đâu. Cho nên là các bạn cũng không cần phải lo. Tất nhiên là nếu các bạn đã chích vaccine rồi thì mình nghĩ là nên chích vaccine. Tại vì mặc dù là mình cũng trẻ nhưng mà mình nghĩ là vaccine sẽ giúp cái phần lớn để cho cơ thể của mình nó hồi phục nhanh hơn và nó không có bị gọi là bị vaccine nó tàn phá nặng. Cho nên là đó là chia sẻ của mình. Nếu các bạn đã thích video này và muốn những cái video trải nghiệm trải nghiệm như vậy nữa thì hãy đăng ký và nhấn nút chuông để không có bỏ lỡ những video mình sẽ ra trong tương lai. Ok, bye.